Chiều 13 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ thanh niên khoảng 25 tuổi để điều tra hành vi giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức xác định nam thanh niên này là hung thủ sát hại chị VTT, 25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, ở trọ trên đường Quang Trung, phường Tân Nhân Phú B, người mất tích vài ngày qua khi chị này chuẩn bị về quê ăn Tết. Nghi phạm đã bị bắt ở một tỉnh miền Trung. Theo lời khai ban đầu của nam thanh niên, người này thấy chị T chuẩn bị đồ đạc về quê ăn tết liền nhờ chị T qua phòng trọ của mình để phụ khiên đồ đạc. Chị T nhận lời đi qua phòng trọ. Tại đây, nam thanh niên đã dùng hung khí ra tay sát hại chị T rồi sau đó quan hệ tình dục với thi thể nạn nhân. Nam thanh niên đã lấy đi, đi điện thoại và một số tài sản khác của chị T. Thanh niên sau đó dùng hung khí phân thi thể nạn nhân ra làm nhiều phần rồi bỏ vào bịch chở ra khu công nghệ cao để giấu.